Bà Michelle Obama lọt vào trong danh sách top 5 đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, tin từ Hoa Kỳ. Trong khi tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Obama vẫn còn đang xuống thấp ở thời điểm hiện tại, thì vợ của ông, đệ nhất phu nhân Michelle Obama, lại đang trở nên nổi tiếng hơn trong lòng người dân Hoa Kỳ. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố vào sáng nay cho thấy, phần lớn các sử gia và học giả đều cho rằng bà Obama là đệ nhất phu nhân xuất sắc, xây dựng hình ảnh tốt nhất từ trước tới nay. Bà Michelle Obama đã được bình chọn ở vị trí thứ 5 trong danh sách, xếp trước cả bà Hillary Clinton ở vị trí thứ 6. Đứng đầu trong danh sách các đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Eleanor Roosevelt, theo sát phía sau lần lượt bởi Abigail Adams, Jacqueline Kennedy và Dolly Madison. Danh sách này sẽ được đánh giá dựa trên 10 tiêu chí khác nhau, trong đó bao gồm các đức tính, can đảm, chính trực, giá trị đối với quốc gia và thành tích của mỗi đệ nhất phu nhân qua mỗi nhiệm kỳ.